Hello, xin chào các bạn, mình là Hưng Blackheart đến từ ban nhạc Black Infinity. Thì hiện nay dòng nhạc của nhóm theo đuổi đó chính là rock. Mình là Tường, là vocal của Bụi Gió. Nhóm mình thì chơi cái dòng nhạc là alternative, pha một chút electro vào đó. Xin chào mọi người, mình là Thái Dương, là guitarist và là vocalist chính của ban nhạc Night Dimension. Hiện tại thì Night Dimension đang theo đuổi dòng nhạc post grunge. Cách đây 2 tháng thì nhóm Black Infinity của mình vừa mới ra mắt cái phim ca nhạc tên là We Are Legend. Thì đây là một cái phim mà Hưng tâm huyết rất là lâu. Và Hưng đã viết kịch bản cho cái phim này và quay và edit trong phim này trong thời gian 1 năm. Cái show diễn We Are Legend ở Sài Gòn vừa rồi là cái show diễn khởi đầu để cho cái tour diễn này của mình. Và sắp tới mình sẽ cùng ban nhạc Black Infinity sẽ đi ra Đà Nẵng, Hà Nội và có thể sẽ là một số địa điểm khác để quảng bá cho cái phim.